U23 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, 14 tháng 8. Tại đây, đội được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo, bố trí khu vực ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh, nhờ vậy tiết kiệm được nhiều thời gian cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng rất quan tâm đến lịch trình hoạt động của đội tuyển, cử đại diện ra sân bay đón và hỗ trợ nhiệt tình các thành viên của đội. Trong thời gian tập huấn trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Almeros, cách sân bay Suvarnabhumi khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus cũng như rất gần địa điểm tập luyện. Chiều nay, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên lúc 16 giờ để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Bahrain diễn ra lúc 18 giờ ngày mai, 15 tháng 8. Ban huấn luyện cũng lên kế hoạch sử dụng lực lượng trong trận đấu này nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ của các cầu thủ, đặc biệt là nhóm các cầu thủ mới lên tập trung cùng đội. Đây là trận đấu phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội, nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Trưởng đoàn U23 Việt Nam, ông Lưu Quang Điện Biên cho biết, nhờ có sự chuẩn bị rất chủ động từ phía VFF nên lịch trình của đội diễn ra suôn sẻ. Các công tác về hậu cần, sinh hoạt, y tế, phục vụ đội tuyển trong thời gian tập luyện và thi đấu tại Bangkok cũng được bảo đảm ở điều kiện tốt nhất. Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Philippines và U23 Lào. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ra quân gặp U23 Lào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 8, trước khi chạm trán U23 Philippines lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8.